Rồi, ở đi. Dạ, em bị thất nghiệp liệt kê. Rồi. Đau thần kinh tạng, đang sốt chân. Rồi, em biết tại sao em biết em bị thất nghiệp liệt kê? Là do em làm việc sai tư thế. Ừ. Vắt nặng với lại sai tư thế. Rồi, thì cái đó là do em suy đoán hay là bác sĩ chẩn đoán? Do em suy đoán như vậy, với lại đi khám thì bác sĩ nói là có thể là có thể, chưa chụp X-quang gì hết đúng không? Có MRI. Chụp MRI họ nói sao? MRI là nó bị để đệm, em bị lòi ra là 6,5. Đấy, đấy, vấn đề là do đó, chứ còn bây giờ lôi địa điểm nó khác và thoát vị địa điểm nó khác. Cho nên bác sĩ thì chẩn đoán sau khi làm MRI xong, chẩn đoán là lôi địa điểm, còn em thì tự em chẩn đoán là thoát vị địa điểm. Bác sĩ chẩn đoán là thoát vị địa điểm đau thần kinh tạng. Chẩn đoán được cho em uống thuốc tây 1 tháng, nhưng mà em uống cái là nó chỉ giảm đau thôi, hết tác dụng thuốc là nó đau. Ok, rồi giờ mình đi lại sao nữa? Đi thì cái chân này nó bị đau. Rồi cứ đi mạnh lên, đi tới nó đi. Rồi đi lại này. Bước đi nó đau. Thường thường nó đau lên rồi đứng ra đi rồi cuối chứ mà. Nghe cũng nghe như là ra rồi cuối. À cuối tới đó là không được rồi. Là đau đớn rồi phải không? Rồi ok. Rồi dòng cái lưng ra sau đi. Dòng cái lưng quay xuống. Rồi. Xoay cái tay. Đây. Quấn như vậy đây. Rồi đừng đừng nghiêng thẳng thẳng người đó. Cho người hay uống éo gì. Rồi. Rồi, hai cái đụng vô đi. Đó, ok. Rồi, đổi tay kia. Rồi, tay này thì nó cũng bị không được. Ok. Được rồi. Cúi xuống cái dẹp được rồi. Cho là ba chiếc tay. Rồi. Có đang nói điều gì em? Thả lỏng ra. Đúng rồi, thả người ra. Dạ. Có mạnh vô. Cái cuộc đời lên hương rồi. Đồng sách thì có lấy ra chưa? Xong cái tụi em lấy sách ra tụi em tính tặng, tụi em tính tặng sách cho các bạn này. Rồi sao chưa? Hết mạnh chưa? Bây giờ nghe trong người sao rồi? Em tính lên. Trong người sao rồi? Sướng. Rồi quay về đây. Trời ơi, nằm nghe ngất. Rồi, thả lỏng rồi đây. Mềm, mềm người đó. Mềm. Mềm. Trời ơi, nó nghe nó mẻ lên thì chết. Rồi, leo đây. Tên đấy, thả lỏng, thả lỏng đấy, bên mềm ra, mềm, trời ơi, thả, ở đây đi, 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 đi. Ngồi nhảy của mình như này. Rồi, cúp tay mà kêu xuôi hai tay xuống. Thả người thẳng ra. Rồi, ngồi nhảy. Rồi. Quay lưng lại thôi, quay lưng lại để làm thêm cho cái cho chạy luôn cho rồi. Ok.
Thôi vậy xong. Nói nghe coi. Nghe thế nào rồi? À, đừng bớt nào. Cái đó đang thiệt rồi đó. Rồi xem nữa. À, cái chân là đâu? Rồi, ta quay như thế này. Rồi, quay mặt cho tâm, nằm nghiêng quay mặt cho tâm. Đó, rồi, lùi ra đi. Đó, ok, được rồi. Lấy về hướng này vậy nha. Rồi, 1, 2, 3. Đó, 1, 2, 3. Yeah. Rồi, ép qua. Rồi, ngồi dậy được rồi đó. Hey. Sao rồi? Được rồi, bây giờ đi thì mới biết. Đúng không? Sao rồi? Đỡ nào nè? Còn nãy cái động tác gì khó nè? Cúi, không cúi được, không cúi được. Rồi thì cúi đi, cúi lại thôi. Từ đó là hết rồi em. Lúc mà cúi vậy nghe sao? Cái đùi nó vẫn còn cái nào đó. Rồi, nằm xuống đi. Nằm ngửa. Nằm ngửa, mềm tí nào, tim mệt lắm. Rồi, đầu quay trở lại đi mọi người. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186-688 hoặc 0983-581-652.